Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sau thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng ngày 22 tháng 11 tới đây, tại thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ khởi công gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài 112 km đi qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tại khu vực Hưng Yên, chiều dài tuyến đi là 19,3 km trên địa bàn 4 huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Hiện các địa phương sở ngành liên quan đang nỗ lực tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện. Chiều nay, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tổ chức chi trả tiền đền bù thu hồi đất làm đường Tân Phúc Võng Phan. Đây là buổi chi trả đợt đầu cho các hộ dân xã Tân Phúc có đất thu hồi làm đường Tân Phúc Võng Phan với số tiền khoảng 21 tỷ đồng. Đường Tân Phúc Võng Phan đi qua 7 xã của huyện Ân Thi là Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Đa Lộc, Tiền Phong, Hạ Lễ với chiều dài gần 14 km. Ước tổng số tiền chi trả cho đền bù thu hồi đất là trên 160 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, đến nay huyện đã hoàn thành phương án đền bù chi trả của 5 trên 7 xã vượt tiến độ tỉnh giao cho địa phương. Sau buổi chi trả tiền đền bù tại xã Tân Phúc, trong những ngày tới, huyện Ân Thi sẽ tiếp tục chi trả tại các xã còn lại. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ra công điện yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ ngành địa phương triển khai ngay giải pháp giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có việc sử dụng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán hàng. Công điện của Thủ tướng cho biết, việc triển khai hóa đơn điện tử trên cả nước được thực hiện tích cực, song vẫn còn một số địa phương doanh nghiệp chưa triệt để, có hiện tượng phát hành sử dụng mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần xử lý nghiêm nếu đơn vị nào không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Công điện của Thủ tướng được đưa ra ngay sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu được ban hành. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11, yêu cầu các cửa hàng bán lẻ của thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn. Đây là nội dung mới xuất hiện, chưa có trong các nghị định cũ về kinh doanh xăng dầu. Nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 khi cần cấp đổi bằng lái xe ô tô, mô tô, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo về việc giảm mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe khi người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, theo thông tư số 63/2023 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/12/2025, mức thu lệ phí đối với thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến là 115.000 đồng một lần cấp, giảm 20.000 đồng một lần cấp so với mức thu hiện hành. Người dân có thể thực hiện tại nhà bằng cách chuẩn bị các giấy tờ theo quy định. Sau đó, truy cập vào trang web http://dichvucong.gov.vn để thao tác trực tuyến và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện. Sau khoảng thời gian này, từ ngày 1/1/2026, quay lại áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính là 135.000 đồng một lần cấp. Rươi từ lâu đã được coi là món đặc sản trời ban và chỉ có tại vài tỉnh miền Bắc, trong đó có huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hàng năm, khi mùa thu hoạch rươi đầu đông tới, những người sành ăn đều tìm về đây mua bằng được mẻ rươi ngon về ăn hay làm quà quý. Xã An Thanh có diện tích nuôi rươi lên tới 208 hectare, lớn nhất huyện Tứ Kỳ. Cả xã có gần 400 hộ làm rươi. Rươi tại đây hàng năm được thu hoạch 3 lần vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Trong đó, rươi tháng 10 là ngon hơn cả. Do thu hoạch vào ban ngày, rươi vụ này không bị mặn nên con rươi ít vỡ sập, màu sắc đẹp mắt. Rươi đã làm sạch, được đóng vào các hộp nhựa 1kg sẵn sàng giao cho khách. Giá bán hiện tại dao động 300.000 đồng một hộp 1kg. Thời điểm hiện tại, rươi thu hoạch được vẫn không đủ để bán. Rươi vớt đến đâu được mua hết đến đó. Nhiều hộ nuôi lớn ở Tứ Kỳ, kinh tế cũng từng bước khấm khá nhờ con rươi. Khoảng vài tuần trở lại đây, tại huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên xuất hiện tình trạng đốt trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân. Theo phản ánh của người dân, tại hai bãi rác thuộc địa phận thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào và thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao xuất hiện tình trạng đốt trộm rác thải, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nhiều người dân. Đặc biệt,
tình trạng đốt rác diễn ra vào ban đêm khiến cho việc kiểm soát tuần tra của lực lượng chức năng rất khó khăn. Tại các bãi rác thị trấn Trần Cao xuất hiện tình trạng quá tải, rác đổ lan ra đường DH87. Lượng rác thải ra môi trường quá lớn, mỗi bãi rác tiếp nhận từ 5 đến 7 tấn rác thải một ngày. Trong khi công ty cổ phần môi trường đô thị công nghiệp Urenco 11 có trụ sở tại huyện Bát Lâm thường xuyên gửi thông báo tạm dừng tiếp nhận rác thải dẫn đến tình trạng đốt trộm rác thải. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen với mức lãi suất lên tới 180% trên năm. Tại cơ quan công an, các đối tượng Phạm Trường Hà, sinh năm 1997, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên; Quách Văn Công, sinh năm 1996, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động; Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1985 và Phạm Thị Phượng, sinh năm 1987, cùng trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức vay trả lãi ngày với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5% năm. Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, có khách không bị cắt lãi trước, tùy theo từng mối quan hệ giữa các đối tượng với khách vay tiền. Sau đó, khách tiếp tục phải đóng tiền lãi suất với kỳ hạn 30 ngày một lần. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 545 triệu đồng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, quân đội Iran vừa công bố tên lửa siêu vượt âm mới sử dụng công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố tên lửa siêu âm nội địa đầu tiên tại một buổi lễ ở Tehran với sự tham dự của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Tên lửa mới mang tên Fatah 2 và là một thiết bị lướt siêu vượt âm, công nghệ không có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu. Truyền thông Iran nói rằng nước này là quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng công nghệ này. Phương tiện lướt siêu vượt âm là một loại đầu đạn có khả năng cơ động và lướt ở tốc độ gấp tối thiểu 5 lần tốc độ âm thanh. Nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi nhanh chóng quỹ đạo bay sau khi phóng, khiến nó trở thành mục tiêu khó đánh chặn đối với nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa so với đầu đạn đạn đạo truyền thống di chuyển theo quỹ đạo vòng cung dễ dự đoán hơn. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế với sự tham gia của 200 khinh khí cầu từ 23 quốc gia hàng năm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tập trung tại thành phố León của Mexico. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 17 tới 20 tháng 11. Đây được xem là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất ở khu vực Mỹ Latin, tập trung khinh khí cầu và phi công từ khắp nơi trên thế giới. Ban tổ chức lễ hội cho biết 200 khinh khí cầu từ 23 quốc gia, 30 nhân vật đặc biệt và các đội tham gia đã hòa chung nhóm quan trọng như Nhật Bản, Azerbaijan, Luxembourg, các phi công trên toàn châu Mỹ và châu Âu. Trong công viên đô thị của thành phố León, một cuộc hành trình xuyên thời gian sẽ đưa du khách trở về với nguồn gốc của môn thể thao này cách đây 2 thế kỷ với bầu trời tràn ngập màu sắc. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế được tổ chức vào tháng 11 hàng năm tại León là cuộc gặp gỡ với không khí, màu sắc và niềm vui được hòa làm một trong thú vui được lơ lửng trên không trung. Nó đã trở thành một trong 3 lễ hội khinh khí cầu quan trọng nhất trên thế giới và là duy nhất ở khu vực Mỹ Latin. Một chiếc mũ được hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đội trong thời gian ông cầm quyền đã thu về hơn 2,1 triệu đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá ở Pháp hôm 19 tháng 1. Chiếc mũ nhọn hai đầu màu đen, màu ưa thích của hoàng đế Napoleon Bonaparte, chiếc mũ có gắn phù hiệu màu xanh lam, trắng, đỏ của quốc kỳ Pháp đã thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập khắp thế giới trong phiên đấu giá ở ngoại ô Paris. Nhà đấu giá từ chối tiết lộ danh tính hay quốc tịch của người đã trả 1,932 triệu euro, tương đương khoảng 2,1 triệu đô la Mỹ để sở hữu chiếc mũ trong phiên đấu giá ngày 19 tháng 11 ở Fontainebleau gần Paris. Nhà đấu giá Oxenat cho hay giá cuối cùng của chiếc mũ bao gồm mọi khoản chi phí cao hơn gấp đôi so với ước tính thu về là từ 600 tới 800.000 euro. Và gấp gần 4 lần mức giá khởi điểm. Năm 2014, Oxenat cũng từng đấu giá một chiếc mũ của Napoleon và một doanh nhân Hàn Quốc đã chi 1,884 triệu euro để sở hữu. Hàng chục tay đua trên những chiếc xe tự chế ngộ nghĩnh mới đây đã cùng nhau tranh tài trên một đường đua ở thành phố Buenos Aires của Argentina. Cuộc đua đầy hào hứng này đã thu hút khoảng 30.000 khán giả đến theo dõi. Cuộc đua mang tên Những chiếc xe điên cuồng Red Bull đã được tổ chức trở lại tại Argentina lần đầu tiên sau 10 năm và thu hút 30 đội thi đến tham gia tranh tài. Các đội đã tự thiết kế các phương tiện dự thi với kiểu dáng đa dạng, đầy tính sáng tạo. Từ kiểu xe mô phỏng thùng rượu, xe bồn cầu,
cho đến những món hầm nổi tiếng của Argentina. Ban giám khảo chấm điểm các đội đua dựa trên kiểu dáng xe độc đáo, hiệu suất vận hành và thời gian hoàn thành đường đua đổ dốc, đầy chướng ngại vật và những khúc cua. Với thời gian về đích trong chưa đầy 1 phút, đội đua với chiếc xe mô phỏng xe cứu thương cổ điển đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.